Xin lời ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiều vàng lối đi cho con. Xin lời ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiều vàng lối đi. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: "Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rào qua các làng mạc loan báo tin mừng và chữa bệnh. Suy niệm Cộng đoàn thân mến, Thiên Chúa hằng chăm lo cho dân của người. Vì thế, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã ban cho dân các tổ phụ rồi sai các tiên tri và thời sau cùng, người đã trao ban chính con một để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Khi Đức Giêsu đến, Ngài đã kiện toàn tất cả những gì đã loan báo trước đó. Đồng thời, Ngài không ngừng mời gọi những môn sinh của mình tiếp bước để cùng Ngài ra đi và tiếp nối sứ mạng cao quý là loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất. Để củng cố lời rao rằng Đức Giêsu còn trao ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên ma quỷ và chữa lành các bệnh tật mặt khác đức giê xu muốn các môn đệ thanh thoát nhẹ nhàng để chỉ chú tâm cho công cuộc loan báo tin mừng là việc chính yếu ngài đã truyền cho các ông đừng mang gì cả chứa mang gậy và bị bánh và tiền cũng đừng mặc hai áo bên cạnh đó ngài còn hướng dẫn các ông về cung cách ứng xử khi thi hành sứ vụ các con vào nhà nào thì hãy ở lại đó và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy rũ cả bụi chân lại để làm chứng tố cáo họ. Như vậy, nếu nhìn cách tổng thể, chúng ta thấy chính Đức Giêsu và sau đó là lệnh truyền của Ngài cho các môn đệ làm toát lên sự thao thức và ý định muốn giải phóng con người toàn diện cả xác lẫn hồn. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy hân hoan đón nhận sứ vụ như là một hồng ân, dẫu rằng chúng ta không xứng đáng. Mặt khác, luôn sống trong sự phó thác nơi Chúa và đừng quá lo lắng về cơm áo gạo tiền trong khi thi hành sứ vụ bởi vì chính đấng sai ta cũng đã sống cảnh con cáo có hang con chồn có tổ nhưng con người không có chỗ tựa đầu sự thanh thoát này giúp chúng ta không bị vướng bận vào những chuyện phụ thuộc nơi của cải vật chất sự an toàn trần thế ngược lại Nhờ lối sống giản đơn, chúng ta được nâng đỡ tinh thần từ bỏ mình và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa cách tốt đẹp hơn. Đức Giêsu cũng không quên nhắc các môn sinh của mình là không được dùng những hình thức khống chế, quyền lực để phù trợ cho sứ mạng, ngược lại, hãy dùng tình thương và gương sáng, tôn trọng tự do và ước muốn của người thụ huấn. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng con được sống thanh thoát và can đảm, tin tưởng và phó thác, vui mừng và hy vọng trong khi loan báo tin mừng và làm chứng cho tình yêu của Chúa trong mọi môi trường sống và nơi các anh chị em chúng con được sai đến phục vụ. Amen.